Đầu tiên là như bạn muốn mua điện thoại giá rẻ cấu hình cao, các dòng máy xách tay đến từ Xiaomi, Realme, những cái dòng gaming phone, có thể ghé qua Nam Béo Store. Đây là cửa hàng của mình chuyên bán những cái dòng máy giá rẻ cấu hình tốt, chất lượng sản phẩm được kiểm định rất kỹ lưỡng, đi kèm chế độ bảo hành tuyệt vời. Tất cả là vì quyền lợi của người tiêu dùng, như là bao test 3 tháng, đổi trả với tất cả các lỗi đến từ nhà sản xuất này, cũng như là bảo hành trách nhiệm lên đến 6 tháng, hỗ trợ up ROM các dòng máy Xiaomi miễn phí, bảo hành phần mềm trọn đời. Thì chi tiết các bạn có thể bấm vào đường link phía dưới mô tả video chúc mình. Câu hỏi đến từ bạn là Coro Mobile Game 1892. Anh Nam ơi, cho hỏi là em đang phân vân con OnePlus A2 và A3V, hai con này giá xếp nhau này, nhu cầu là chụp ảnh đẹp và chơi game cơ bản xài tốt trong vòng 3 năm tới, chúc anh nhiều sức khỏe. Câu hỏi này thực ra rất là hay, và đúng là hai con này đang có mức giá là xem nhau ha. Nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 7 triệu đồng cho cái phiên bản tiêu chuẩn là 12 và 256, và hai con này thì rõ ràng một con là đời năm ngoái và một con là đời mới năm nay. Và về đỉnh hình á, cái dòng V thì nó sẽ thấp hơn dòng thường và nó sẽ thấp hơn dòng Pro ha. Với OnePlus thì chúng ta sẽ có các dòng ví dụ như là A2 này, A2V và A2 Pro đó, thì nó như kiểu là dòng K rồi là KE, K Pro đấy ở bên Xiaomi. Tuy nhiên thì cái con 3V này nó lại là cái đời mới hẳn đó. Và để nói về hai con này thì một trong những điểm khác biệt lớn nhất là về cái loại màn hình thôi. Với A3V là màn hình phẳng ha, và A2 là màn hình cong. Tiếp theo nữa là về mặt con chip, thì với A2 là Snapdragon 8 lớp Gen 1 và A3V là cái con 7 lớp Gen 3, và thực tế ra là hiệu năng của cái con là 7 lớp Gen 3 là nó nhỉnh hơn nha. Nó cho tầm khoảng là 1,4 triệu điểm AnTuTu Benchmark. Trong khi đó thì với con 8 lớp Gen 1 thì nó tầm 1,3 thôi. Nhưng mà thực ra là hiệu năng hai con này thì nó đều ok, nó ở mức độ xem nhau. Nhưng mà cái con 7 lớp Gen 3 nó sẽ mát hơn nha. Đó, so với lại là cái con 8 lớp Gen 1. Tiếp theo là về mặt camera thì mình vẫn đánh giá là cái con A2 nó sẽ là nhỉnh hơn so với con A3V. Đây là cái quan điểm cá nhân của mình nha, vì là mình cũng đã review về hai dòng sản phẩm này rồi. Tiếp theo nữa là ở mức pin thì A3V nó sẽ có lợi thế hơn. Chúng ta sẽ có pin là 5500mAh và sạc nhanh là 100W. Trong khi đó thì A2 sẽ là 5000 và 100W. Phần mềm cả hai thì tương đồng nhau, đang chạy và đã được nâng cấp lên là ColorOS 14 và Android 14 mới nhất rồi. Nên là với hai con này thì nếu như em thiên về camera nhiều hơn đấy thì sẽ lấy là OnePlus A2 nha. Và nếu như em thiên về gaming nhiều hơn đó thì sẽ lấy con A3V. Là A3V là vừa có pin là cao hơn này, lại có chip mát hơn, cũng như cái điểm cuối cùng đó chính là một bên màn phẳng màn cong. Tất nhiên em thích màn phẳng thì sẽ là A3V rồi đó, và màn cong thì sẽ là OnePlus A2, màn cong và cao cấp. Câu hỏi đến từ bạn Lê Sang 4259 này, mình chỉ có nhu cầu chơi game thì có nên mua K70e là máy phủ không bạn nào? Quá là ngon lành anh ha. Nếu như mà anh cần một con máy làm máy phủ đó, anh không quan tâm đến vấn đề thông báo, vấn đề lỗi này kia, và anh chỉ mua để về chơi game thôi ấy. Và đặc biệt là trong cái phân khúc giá là tầm loanh quanh năm nha, hơn năm một tí thì K70e là con máy có thể nói là vô đối đó, ngon nhất trong tầm giá luôn anh ha. Vì con này nó trang bị được cái là vi xử lý Dimensity 8300 Ultra hơn 1,4 triệu điểm AnTuTu Benchmark, và con này thì nó chính là Poco X6 Pro chính hãng. Và con Poco X6 Pro rõ ràng là nó vẫn còn bán ở phân khúc là 9 củ, rẻ hơn rất là nhiều ha. Rồi là pin 5500, sạc nhanh 90W này. Chúng ta còn có là màn hình AMOLED 1.5K 120Hz tần số quét viền mỏng, vân tay nhúng đẹp. Và để nói chơi game thì với hiệu năng của con chip này thì nó mắc setting tất cả những cái tựa game mobile mát mẻ ha, phà trong vòng khoảng tầm 4-5 năm. Và thực ra con này thì nó chỉ bị một cái vấn đề duy nhất là không unlock được đó, để mà up ROM thôi. Nhưng mà thực ra là xài Việt hóa con này, ROM gốc Việt hóa con này cũng rất là ngon, vẫn ngon lành ha, vẫn có tiếng Việt và chúng ta fix được thông báo. Nên là con này kể cả làm máy chính thì vẫn được nha, chứ cho nó đến làm máy phủ. Thì đây là một trong những cái con là rất là đáng lưu ý ở phân khúc giá loanh quanh năm. Câu hỏi đến từ bạn Minh Nhật. Anh Nam ơi, em hỏi chút Xiaomi 12S hàng cũ em thấy có chỗ bán 6.2 triệu bản 128 thì nên mua không hay trong tầm 6-7 thì nên mua hàng sách tay mới như là A3V, Z9 Turbo và K70, nhu cầu chụp hình ổn chút là được, màn đẹp. Nếu như chỉ cần là chụp hình ổn một tí và màn đẹp thì cũng không cần thiết em phải lấy là Mi 12S ở trong cái tầm giá như này đâu. Đặc biệt là em có thể là nhích lên được đến 7 ha. Thực ra Mi 12S nó sẽ hợp lý dành cho những bản thiên về chụp ảnh. Đó là cái thứ nhất, vì con này thì có camera Leica ha, đặc biệt là những cái bản mà thích cái nước ảnh và màu ảnh của Leica đó. Và tiếp theo nữa là cần thiết kế gọn gàng mà vẫn có một cái hiệu năng mạnh mẽ ha, chứ con này thì nó sẽ không hợp lý với nhu cầu là gaming và giải trí đâu ha, vì là thời lượng pin trung bình đó, màn hình cũng ở mức size mini. Còn nếu như mà em lấy hẳn những cái con như là 3V, Z9 Turbo, K70 thì là những con tablet, tức là màn to, pin to, gaming ngon, mát mẻ không nóng, thì rõ ràng là nó sẽ là phù hợp hơn. Cho nên câu hỏi này chủ yếu là cái em cân đối lại cái nhu cầu
thực tế của mình ha. Ví dụ em cần cái gì? Em cần con máy mini size thiết kế gọn gàng, nhỏ nhắn, chủ yếu là chụp ảnh. Đó, thì ok là ha. Còn nếu như mà ok em cần giải trí, rồi là gaming, rồi là pin trâu, thì lúc đó là những con mà em vừa mới list là cũng cực kỳ hợp lý ha. Con nào cũng ngon hết. Câu hỏi đến từ bản Thiệp Bàn. Anh Nam ơi, cho hỏi là con Xiaomi 73T bản quốc tế có nên mua về dùng hay không ạ? Nói chung là dòng T Xiaomi thì đáng mua nha, là một trong những cái dòng đáng mua và thuộc cái phân khúc cận cao cấp, có bảo hành 24 tháng. Tuy nhiên thời điểm hiện tại thì chúng ta sắp chào đón con Mi 14T ra mắt rồi, và Mi 14T thì vào cuối tháng này nó ra mắt, tầm 2 tuần nữa nó ra mắt rồi. Và 13T là quan trọng là em hỏi là hàng cũ, hàng lay new hay là hàng mới. Con này hàng mới bây giờ ở tầm 10 củ thì thôi. Đó, em chờ 14T ra mắt rồi em tính tiếp. Còn nếu như mà em mua hàng lướt, hàng lay new mà tầm đâu đó khoảng 7 củ gì đó, 6 7 củ thì ok vẫn ngon, tại con này nó có chống nước, IP68 thì nó có chip Dimensity 8200 Ultra thiết kế cao cấp, màn hình 1.5K 144Hz, camera Leica chụp thì ở mức độ được ha, để em cân nhắc. Câu hỏi đến từ bạn Tuấn Nguyễn Văn, tầm 5 đến 7 hàng sách tay thì có máy nào chụp ảnh đẹp không bị chậm thông báo, pin xài ổn không bác, mình ít chơi game. Với tầm này mà nhu cầu này thì thực ra là có khá nhiều ha. Ví dụ như là IQ Z9 Turbo này, con này thì chụp ảnh khá là tốt, và phần mềm Origin OS chỉ cần tinh chỉnh một tí ha là cũng không lo bị chậm thông báo, và pin con này là 6000 và sạc nhanh 80W, kể cả nhu cầu game con này vẫn tốt luôn, thì chưa nói là không chơi game ha. Và con thứ hai trong tầm này là OnePlus A3B, con này thì nó cài ColorOS 14 và Android 14, tinh chỉnh lại một tí thì thông báo nó cũng rất là vô tư ha. Như là có camera chụp thì vẫn ok này, và con này thì hiệu năng cao, kể cả không chơi game thì xài 4-5 năm hoàn toàn dư sức nhá. Câu hỏi đến từ bản Tiến Đạt, nhu cầu không chơi game thì nên mua Tecno Camon 30, Poco X6 hay là thêm 5-700k để mà lấy là Xiaomi 13T. Đầu tiên á là với cái tầm giá của Camon 30 thì nó sẽ là rẻ nhất ha, mà tầm 5 nếu như mà canh sale. Poco X6 thì nó tầm 6, và 13T này nó lại như lời em nói là nó lại lên đến tầm 7, thì cái giá cả của ba con này nó đã cơ bản nó đã gọi là khác biệt rồi. Tất nhiên là em nâng lên 13T thì những cái trải nghiệm nó tổng quan nó vẫn cứ là tốt hơn rồi so với lại là hai con kia rồi, bởi vì giá tiền nó cao hơn mà. Nên là với cái này thì từ khi mà chủ yếu là em cân nhắc về cái vấn đề kinh tế thôi nhá, và Camon 30 vẫn là một cái con mà anh đánh giá là toàn diện nhất ở phân khúc 5 củ. Nếu như em chỉ có 5 củ vẫn muốn xài bình thường, màn đẹp, pin trâu, sạc nhanh, loa to và cam chụp cơ bản thì lấy con này vẫn được. Còn X6 nó sẽ thiên về gaming, vì con này thì nó có chip là 7S Gen 2 có thể max setting ha. Còn 13T thì nó vừa là camera vừa game, vì con này hiệu năng cao, chip Dimensity 8200 Ultra và có camera Leica. Câu hỏi đến từ bản là Darwin. Anh ơi, Pixel 4X Lock ngoại hình 96-98%, giá 2.2 triệu thì có đáng mua không ạ? Em chỉ dùng làm máy phủ chụp hình tài liệu lâu dài và mong tầm giá đó có con nào cam đẹp hơn không ạ? Em cảm ơn anh rất nhiều. 4XL mà tầm giá này thì ok rồi, không có vấn đề gì hết ha. Nhưng mà chỉ có điều là với cái hình thức của em là 96-98% máy cũ rồi, nó cũng hình thức nó cũng hơi cũ rồi ha, và con này tuổi đời nó cũng lâu rồi, lên đến là 5 năm rồi ha, nên là vẫn là cái hên xui thôi. Cái mức giá như này thì để nói mà đắt thì nó cũng không quá đắt, mà nó cũng không phải là quá rẻ. Anh nghĩ là nó ở mức độ là vừa phải nha, nó quan trọng là cái sự chấp nhận của em thôi. Rồi bây giờ chúng ta thử xem là trong tầm này có con flagship cũ nào mà làm máy phổ chụp tài liệu lâu dài. Thì thực ra tầm này thì cũng rất là chua, rất là khó để mà tìm một con máy mà nó đàng hoàng được. Với cơ bản cái số tiền này thì nó ít với lại một con flagship à. Tầm này thì thực sự là không hầu như là khá khó luôn ấy. Chỉ có một số con đời như kiểu là Xperia 5 đời đầu tiên luôn ha, đời 2019, con này thì cũng mang tính chất hên xui. Hoặc là bây giờ em sẽ ráng lên phân khúc tầm hơn 3 nha, hoặc tầm 3 thì em sẽ mua được một vài con thì có thể là nó sẽ kiểu như là nó an toàn hơn. Ví dụ như là lên đến tầm hơn 3 thì có thể lấy được đời Pixel là nó ổn hơn. Cũng có thể là 4XL nhưng mà máy nó sẽ là đẹp hơn. Nhưng mà vấn đề vẫn liên quan đến kinh tế ha, và sự lựa chọn của em thôi. Câu hỏi đến từ bản Nam Lê 89. Nam ơi, bạn tư vấn cho mình chiếc điện thoại tầm 4 củ toàn diện nhất đi, hàng mới hay cũ cũng được, quan trọng là xài lâu dài. Thì mình đang phân vân chiếc Realme GT Neo 3 và Note 11T Pro, không biết còn chiếc nào toàn diện hơn không, mong bạn tư vấn. Chúc bạn gia đình thật nhiều sức khỏe và thành công. Thực ra là với tầm 4 củ mà anh nhích lên được một xíu ha, tầm 4 triệu 3 gì đó là có thể lấy được Note 12 Turbo hoặc là Note 13 Pro 5G rồi. Hai con này là cái hai con đây mới, nó là sản xuất năm ngoái và năm nay thì nó sẽ mới hơn so với Note 11T Pro, và GT Neo 3 thì xài nó vẫn được lâu dài và nó ngon lành ha, đặc biệt là với Note 12 Turbo. Và hai con này cũng là hai con phải nói khá là ok rồi đấy. Thực ra trong tầm này thì còn thêm một con nữa là IQ Z9X 5G, con này rẻ hơn, thậm chí là mức giá nó 3 triệu rưỡi nữa, nhưng mà tinh xeo thì nó trang bị chip là Snapdragon 6 Gen 1, pin 6000, sạc 44W, màn hình 120Hz thì con này cũng rất là ok nha. Câu hỏi đến từ bản Thanh Hữu Phạm. Anh so sánh thử
Techno Camon 30 và con Infinix Note 40 Pro đi, anh em thấy hai con này đều như nhau, không hơn kém gì, và so các đối thủ tầm giá chính hãng có con nào ngon hơn nữa không? Thực ra là với Camon 30 thì thường mức giá có thể nó sẽ tốt hơn vài trăm ngàn nha, vì là con này nó thường sẽ bán và sell ở phân khúc tầm 5, còn với lại Note 40 Pro thì nó sẽ nhích hơn 5, nhưng mà chúng ta cứ coi là nó ở cùng một cái phân khúc và không có chênh lệch nhiều ha. Và hai con này thì cái điểm khác biệt lớn nhất là màn phẳng màn cong thôi. Đó, Camon 30 nó màn phẳng, còn Note 40 Pro màn cong, còn lại cấu hình thì nó khá là tương đồng với nhau và đều có tính năng như kiểu là pin 5000, sạc 70W, có sạc nhánh. Riêng Note 40 Pro nó lợi thế hơn tính năng là sạc không dây và chia sẻ pin không dây, nhưng mà thực sự thì hai tính năng này hiếm khi dùng đến, ít khi dùng đến và quan trọng là nó được tặng thêm một cái đế sạc không dây thì tùy thôi ha. Những bạn nào thích vọc vạch, thích cái tính năng sạc không dây thì sẽ lưu ý có thể sẽ lấy là Note 40 Pro. Ngoài ra thì để nói cái tính toàn diện á, nếu cá nhân mình được chọn hai con này thì mình vẫn sẽ chọn con là Techno Camon 30 ha. Con này nó sẽ có cái chất lượng trong nền màn hình mình đánh giá là nó nhỉnh hơn này, và tiếp theo nữa là chất lượng camera nó cũng sẽ ổn hơn so với Note 40 Pro, vì là Camon 30 nó của Techno và Camon là dòng tầm trung cận cao cấp ha. Và về định hình thì thương hiệu Techno luôn cao hơn so với Infinix, như kiểu là Oppo thì luôn cao hơn Realme ấy, kiểu như vậy ha. Nên là hai con này đấy, nhưng mà cùng phân khúc giá thì mình sẽ thiên về Camon 30, vừa tối ưu về mức giá và về cái sự tối ưu phần mềm nữa, mình cảm thấy là nó sẽ tối ưu tốt hơn ha, với con G99 Ultimate đó so với lại là Note 40 Pro. Còn Note 40 Pro thì ok, như mình đã nói thì sẽ dành cho những bạn mà thích những tính năng nâng cao như kiểu là sạc không dây, và con này thì có màn hình cong nữa, và nếu như bạn nào mà thích thêm màn hình cong nữa thì sẽ cân nhắc. Rồi thì trên đây là tổng hợp một số những câu hỏi nổi bật các bạn gửi về cho mình trong số hỏi đáp công nghệ lần này. Nếu như cảm thấy hữu ích, hãy nhớ đừng quên bấm like, đăng ký Đam Mê Công Nghệ để ủng hộ team mình và đón chờ những video về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.